Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-thi-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bạn chị em, bây giờ con giả định nếu tất cả mỗi người chúng ta ngày hôm nay đang tham dự thánh lễ, chúng ta quay trở về thời Chúa Giêsu và chúng ta đang lắng nghe Chúa Giêsu, Ngài so sánh với chúng ta, Ngài nói với chúng ta rằng là luật của Mô-xê thì nói rằng là hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Chúa Giêsu lại mời gọi rằng là hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Nếu chúng ta là những người Do Thái thời bấy giờ thì chúng ta sẽ có suy nghĩ như thế nào? Và đâu là hành động mà mỗi người chúng ta được mời gọi? Bởi vì chúng ta biết chắc chắn rằng là đối với người Do Thái thì luật Mô-xê rất là quan trọng. Đây là luật để giúp cho họ trở nên công chính. Vậy mà ngày hôm nay Chúa Giêsu nói như vậy, có vẻ thế giá của luật Mô-xê giảm sút rất là nhiều. Còn Chúa Giêsu lại đưa cách thức của Ngài lên và mời gọi họ sống. Rõ ràng khi mà đối chiếu hai giới răn, hay là giới răn luật Mô-xê và điều Chúa Giêsu nói, thì chúng ta thấy ở đây nó có một nút thắt. Và ngày hôm nay con muốn mời gọi quý ông bà anh chị em suy nghĩ về một chủ đề, đó là tích cực và tiêu cực, tôi chọn cách sống nào. Sở dĩ con mời gọi cộng đoàn chúng ta nhìn về cái chủ đề ngày hôm nay, tích cực và tiêu cực, tôi chọn cách sống nào, là bởi vì chúng ta thử nhìn về luật của Mô-xê và luật của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rất là rõ về điều này. Chúng ta nhìn về luật của Mô-xê trước đi. Mời gọi họ rằng là hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Chắc chắn luật của Mô-xê không có sai, là bởi vì lúc bấy giờ dân Israel họ đang sống trong thời kỳ du căn và du mục. Họ phải đối diện với nhiều khó khăn và thách đố. Nhiều dân tộc ngoại bang họ sẵn sàng để giết họ, để chiếm vùng đất. Nên chắc chắn luật đưa ra là để bảo vệ sự tồn vong của dân Israel. Nên chính vì vậy mà chúng ta thấy luật dạy người ta cần phải có một cái sự đối kháng thì mới tồn tại được. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là người Israel lúc bấy giờ họ luôn luôn sống trong cái tâm trạng là chủ động để có thể đối nghịch với người khác. Cái điều này nó diễn tả cái đời sống của họ là một cái đời sống tiêu cực. Bởi vì để mình sống được thì mình phải đạp đổ người khác, mình phải chống chọi với người khác thì mình mới tồn tại được. Còn nếu không thì mình không có tồn tại được. Đây là một thách đố rất là lớn. Và chúng ta nhìn thấy rằng là rõ ràng họ sống trong cái kiểu gọi là tiêu cực. Hay là đơn giản ngày hôm nay con mời gọi cộng đoàn chúng ta thử nhìn về mình một chút xíu đi. Quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày có khi nào chúng ta ghét người khác không? Có khi nào mà chúng ta muốn loại trừ người khác không? Vậy thì khi mà chúng ta ghét người khác, chúng ta muốn loại trừ người khác, thì đâu là cách thế mà chúng ta muốn loại trừ họ? Có phải là sáng sớm tinh sương mở mắt dậy là chúng ta nghĩ về họ không? Rồi chúng ta tìm đủ mọi cách làm sao đó để chúng ta hạ bệ họ xuống không? Rồi khi mà đi ngủ chúng ta cũng đem họ vào trong giấc ngủ của chúng ta, phải làm sao để loại trừ họ ra khỏi cuộc sống của mình. Như vậy khi mà chúng ta ghét người nào đó, cái cuộc đời của chúng ta nó không có được bình an. Và cuộc đời của chúng ta lúc nào nó cũng căng thẳng vô cùng, và làm cho cuộc đời của chúng ta nó rất là tiêu cực.
Chính vì vậy mà Chúa Giêsu ngày hôm nay mới mời gọi những người Do Thái thay đổi cái cách sống đi. Đừng có sống cái luật cũ nữa mà sống cái luật mới. Luật mới ở đây là gì? Là yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Vậy thì thế nào là yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em? Trước tiên thì cộng đoàn thử nhìn cho con hay là suy nghĩ về yêu thương kẻ thù trước. Yêu thương nó có hai khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên là chúng ta nhìn yêu thương về cái tính xã hội. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Có thể rằng là chúng ta trong ngày sống của mình, người nhà bên cạnh với nhà chúng ta luôn luôn mâu thuẫn với nhau, ghét nhau lắm. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta trong cái giai đoạn, cái khu vực nhà chúng ta bị phong tỏa chẳng hạn, thì cái hiềm khích đó nó còn tồn tại không? Hay là quý bà và anh chị em thử nhìn dân Sài Gòn của chúng ta ngày hôm nay coi, chúng ta đang thể hiện cái tương thân tương ái như thế nào? Bởi vì cái tình nghĩa yêu thương giữa con người với con người nó là bản chất. Nên khi mà anh em của chúng ta họ gặp khó khăn thì tự nhiên tất cả mọi thù hằn nó đều xóa bỏ hết. Đó là cái tính xã hội của con người. Và chúng ta là những người Kitô hữu thì chúng ta không chỉ dừng lại ở tính xã hội, mà chúng ta nhìn cái sự yêu thương kẻ thù nó cao hơn nữa. Đó là yêu thương trong cái tương quan đối với Thiên Chúa. Có nghĩa là chúng ta mong mỏi làm sao đó để cái tình yêu mà chúng ta dừng lại ở cái đời sống luân lý nó cao hơn nữa, là chúng ta được mời gọi cầu bình an cho anh chị em của chúng ta, để giúp cho họ đừng có gặp khó khăn. Và những ai đang bị bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán nó đe dọa thì cầu xin cho họ được khỏi. Như vậy cái đó là cái yêu thương kẻ thù của chúng ta đấy. Và Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta ý thứ hai là cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi. Quý bà và anh chị em thử nghĩ coi, Chúa Giêsu mời chúng ta cầu nguyện như vậy dễ hay là khó? Con thấy khó, không có dễ đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta giảm thiểu xuống đơn giản như thế này thì quý bà và anh chị em sẽ thấy điều Chúa Giêsu dạy không khó. Cầu nguyện là gì? Thưa, cầu nguyện là một cái cuộc nói chuyện với Thiên Chúa thôi. Vì thì ngày hôm nay con mời gọi cộng đoàn, khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta đưa cái người mà chúng ta đang ghét người ta đó, cái người mà người ta đang ngược đãi chúng ta vào trong lời cầu nguyện, vào cuộc nói chuyện với Chúa đi. Chúng ta kể cho Chúa nghe rằng là ngày hôm nay con ghét người ta lắm, hay là ngày hôm nay người ta đang loại trừ con. Chúng ta cứ kể cho Chúa nghe. Và khi kể xong rồi thì chúng ta thân lặng một chút xíu để nghe Chúa nói chúng ta điều gì. Nếu mỗi người chúng ta kể cho Chúa nghe và chúng ta thinh lặng để nghe Chúa nói thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra được một thực tế. Khi mà chúng ta kể cái câu chuyện đó ra, đó là cái cách mà chúng ta đang cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta đấy. Chúa sẽ tác động và Ngài sẽ mời gọi mỗi người chúng ta thay đổi hoàn toàn về cách nghĩ của chúng ta. Khi mà chúng ta cứ bươi chải với cuộc sống, chúng ta không có dừng lại để chúng ta nhìn về tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em của mình. Nếu chúng ta nhìn cái cách thức của Chúa Giêsu nói yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em mà theo cái khía cạnh mà con vừa chia sẻ, thì chúng ta sẽ thấy đây là một lối sống tích cực. Vậy quý ông bà và anh chị em chúng ta thử so sánh tích cực và tiêu cực, tôi chọn lối sống nào? Ngày hôm nay quý ông bà và anh chị em có thể trả lời được cái câu hỏi này cho chính mình. Bởi vì mỗi người chúng ta ý thức rằng là cái sự chọn lựa trong cuộc sống của chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc, nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và nếu mà chúng ta chọn lựa đúng thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta chọn lựa sai thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ bất hạnh. Do đó ngày hôm nay nếu mà chúng ta sống tiêu cực thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ bị gặm nhấm, và chúng ta cảm thấy rằng là nó không có thăng hoa được. Cuộc đời của chúng ta nó sẽ tù túng lắm. Còn nếu mà chúng ta sống tích cực, mà chúng ta yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi giống như Chúa Giêsu nói, thì cuộc sống của chúng ta mới thăng hoa được. Và chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta không có ganh tị ai cả, chúng ta cũng chẳng loại trừ ai. Và như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống này nó đáng sống biết là bao. Do đó để chúng ta có thể chọn lựa cách sống tích cực hay tiêu cực, thì quý bà và anh chị em nhìn về câu kết trong trang tin mừng ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta câu kết như thế này: anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Chúng ta được mời gọi từng ngày chúng ta nên hoàn thiện. Mà muốn nên hoàn thiện được thì chúng ta cần phải nhìn về Chúa Giêsu, Ngài hoàn thiện như thế nào, Ngài yêu thương mọi người ra làm sao.
Và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nhìn về chính mình. Mình đâu có sống tốt, mình đâu có hoàn hảo, mình cũng có mặt ưu điểm, thì mình có những cái hạn chế. Anh chị em của chúng ta cũng vậy thôi. Và nếu mà mỗi người chúng ta nhìn được cái hạn chế và cái ưu điểm của họ, thì chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ đồng cảm với họ, và chúng ta sẽ yêu thương họ. Và nếu chúng ta yêu thương họ như vậy được, thì chúng ta sẽ có một cái sự chọn lựa dứt khoát qua cái câu hỏi mà con đặt vấn đề với quý ông bà anh chị em: tích cực và tiêu cực, tôi chọn lối sống nào? Ước mong với phần phục vụ lời Chúa ngày hôm nay sẽ mở ra cho mỗi người chúng ta một cách thức sống, để qua đó mỗi người chúng ta từng ngày chúng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa. Amen.